chương trình học mà mình cảm thấy kiểu đã nhất đấy là về giảm tác hại, thứ hai nữa là sức khỏe tâm thần. Ngay từ cái buổi mà để nhìn lại bản thân mình cái gì muốn thay đổi thì mình đã về mình có một chiến lược là mình ăn nhiều để mình có thể mình béo lên. Đúng là trong cuộc sống thì chúng ta cũng có những kỷ niệm vui cũng có, buồn cũng có, nhưng mà em thấy mọi người nhớ đến những cái kỷ niệm vui rất là nhiều, và gần như là em không thấy như mọi người nói về cái kỷ niệm mà mọi người buồn, cho nên là em thấy là đây là một điều rất là tốt, và mình nhớ đến những cái điều rất đẹp, những kỷ niệm đẹp thì bản thân mình cũng thấy vui vẻ hơn và sống tích cực hơn. After lunch, going back and you can see all the people having a nap. It's really special. After that, getting the microphone, putting up a karaoke song, yeah, it's amazing. I will never forget that again. Rất là cảm ơn ba bạn. Đầu tiên là Simon, Nick và bác Son đã đến tận Việt Nam để hỗ trợ bọn mình. Ngoài cái việc cung cấp các kiến thức thì cũng hỗ trợ bọn mình rất là nhiều trong các cái buổi thực địa ấy. Và mình cũng hy vọng là sau khóa tập huấn này thì không phải là mình mà tất cả các anh chị em tham gia lớp tập huấn thì có nhiều các cái kiến thức hơn, các cái kỹ năng hơn để có thể hỗ trợ cho cộng đồng tại Việt Nam. Hãy biết là mọi người nhiều khi sẽ cũng mệt lắm sau những cái đợt những ngày tập huấn rất là dài, nhiều kiến thức, và buổi tối mọi người cũng vẫn hăng say đi tiếp cận nữa, thì từ đấy cho thấy là mọi người rất là nhiệt tình tham gia cũng như là cho đến sự cam kết của mình với cái chương trình. Mình một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người. Thực sự là bất ngờ là vì không nghĩ là kiểu trong một thời gian ngắn như vậy mà các bạn cũng đã giảm rất là chuyên nghiệp như thế và thiết kế chương trình cũng rất hay. Thì mình xin gửi lời cảm ơn đến Mainline, đặc biệt là đến Nick và Simon, những người mà đã đồng hành và hỗ trợ trong suốt quãng thời gian vừa rồi với SCDI cùng với các anh chị em CDO. Mình cũng muốn cảm ơn các anh chị em trong chương trình trẻ em và thanh niên đã chuẩn bị rất là chu đáo cho cái khóa tập huấn này, cũng như là các bạn trong chương trình truyền thông vì đã lặn lội theo khóa tập huấn từ ngày đầu cho đến ngày kết thúc. Và tất nhiên rồi, mình cũng muốn cảm ơn tất cả các anh chị em CEO nhà mình, bởi vì là mọi người đã tham gia khóa tập huấn rất là nhiệt tình, rất là sôi nổi và đã có rất là nhiều đóng góp cho khóa tập huấn. I give my real heartfelt thanks. I want to say excellent. You guys are just awesome. Thank you so much for your engagement and your passion, and I look forward to seeing you guys again. Thank you. Xin cảm ơn. I want to say thank you very much. Thank you and xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn. Thank you. Cảm ơn tất cả mọi người. Thank you so much.